Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ làm cái clip để chia sẻ tới mọi người cái cách để chúng ta có thể xử lý về cái máy tính của chúng ta nó sẽ bị một số các lỗi, ví dụ như là máy của chúng ta nó tự động nó hiển thị những cái trang web lên, hiển thị các cái phần mềm trên trên cái màn hình máy tính của các bạn đó, thì nó hiển thị lên và chúng ta sẽ bị dính quảng cáo như này. Các bạn có tắt đi một lát sau nó khắc tự động bật lên, hoặc là nó có những cái biểu tượng quảng cáo ở đây đó, hoặc là nó sẽ tự động tải về những cái phần mềm linh tinh trên màn hình máy tính của các bạn. Như vậy là biểu hiện máy của các bạn đã bị nhiễm virus. Để xử lý triệt để cái phần mềm gây hại này cho máy tính thì chúng ta cần phải gỡ bỏ cái phần mềm mà chúng ta vừa mới cài đặt, cái phần mềm mà làm cho máy chúng ta bị nhiễm virus. Chúng ta cần phải gỡ bỏ những cái phần mềm mà chúng ta vừa cài đặt nhé. Ở đây thì mình đang bị hai cái phần mềm này bị nhiễm virus này, nhưng mà mình cũng cần thiết nó để có cái bàn phím để mình có thể gõ, bởi vì cái máy của mình hiện tại đang bị mất một phím. Thì đối với trường hợp này các bạn sẽ gỡ đi, chúng ta sẽ chọn đúng cái phần mềm mà chúng ta gỡ đi. Thậm chí một số phần mềm nó còn 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 không hiển thị để mà cho chúng ta gỡ. Nếu như máy mình là không có ở đây nữa rồi. Đó, các bạn sẽ gỡ nó đi. Đó, sau khi mà chúng ta đã gỡ được cái phần mềm ra rồi ấy, các bạn sẽ chọn tìm đúng cái thư mục của nó, Open Location. Chúng ta ấn vào cái dòng này, đây chính là cái tệp phần mềm của nó. Sau đó chúng ta ấn Delete luôn, là xóa bỏ toàn bộ đi nó đi nhé. Sau khi mà gỡ bỏ xong rồi thì các bạn sẽ reset máy xem là nó còn bị lỗi không. Nếu mà trong trường hợp máy của chúng ta có Win 11 thì chúng ta nên diệt virus luôn. Bạn nào mà cần diệt virus máy tính hoặc là thuê bên mình hỗ trợ thì bên mình có nhận hỗ trợ nhé. Các bạn có thể diệt virus bằng cách chúng ta ấn vào Update Security. Trong đây chúng ta ấn vào sẽ có cái chương trình là Defender ấy, có nghĩa là chương trình diệt virus. Ở đây mình đã tắt nó đi rồi thì các bạn sẽ diệt virus nó đi. Các bạn có thể vào Win 10 và tìm tới chương trình diệt virus bằng cách chúng ta ấn, mình sẽ vào Google để hướng dẫn nhé. Diệt virus Win 10 bằng đây nhá. Trên này thì người ta sẽ có hướng dẫn. Đây, chúng ta sẽ làm theo cái hướng dẫn ở trên 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 Google nha. Các bạn sẽ vào Windows Security này, chúng ta ấn vào Virus and Threat Protection, chúng ta scan option và chúng ta làm theo hướng dẫn Microsoft Defender Offline Scan. Sau đó chúng ta ở scan đó. Ok, thì bây giờ chia sẻ đến đây thôi. Nếu như chúng ta thấy có thắc mắc, các bạn có thể comment phía bên dưới phần mô tả video nhé. Xin chào và hẹn lại.